điệu hồng danh của Đức Phật để cung dưỡng tăng đoàn chùa Giác Nguyên. Và giờ phút này chúng con xin được cung đón Hòa thượng Thích Minh Nghĩa và tăng đoàn chùa Giác Nguyên thành phố Hồ Chí Minh đã quang lâm tại chùa Tân Hải để tham dự với đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2566 dương lịch 2022. Yeah.
2022. Và trên bản chứng minh, chúng con xin được thành tâm cung thỉnh hòa thượng Thượng Minh Hà Nghĩa cùng tăng đoàn tổ đình Giác Nguyên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng ta
đầy quảng hiếu của chương trình đại lễ Vu Lan báo hiếu ngày hôm nay cả quý vị. Nhưng ai có đủ diễm phúc còn cha còn mẹ trên cuộc đời này, và cũng xin được chia sẻ sự mất mát, sự tổn trong hai đấng sinh thành, và xin hãy cài bông hồng màu trắng nếu như chúng ta đã mất đi cả cha lẫn mẹ. Và cùng vào đó, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc Bông Hồng Cài Áo với phần trình bày của Phật tử Anh Tuấn. Mẹ yêu nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: Mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Thầy con của Đức Phật sẽ chia sẻ với tất cả quý vị tại ngôi chùa Tân Hải trong đại lễ Vu Lan báo hiếu đôi lời cảm niệm. Xin được trân trọng kính mời bác. Còn sống trên dương gian, ngươi đã tu Phật thì phải tu tinh tấn hơn, để lòng hiếu nghĩa đó không chỉ Phật biết mà trời cao biết, đất dày biết, sẽ cảm tới mẹ ngươi cũng biết. Ngươi làm việc thiện giúp mọi người, kính tên nhường dưới, đó chính là Phật. Dịp
thuận duyên thường truyền, phong diệu có thuận, quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn, mãi mãi ở thế gian để làm lợi lạc hữu tình. Nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, chư công pháp, chư đại bồ tát, chư hiền thánh tăng. Nam mô vô lan duyên khởi đại hiếu đại kiều liên bồ tát ma tát. Âm bùi hữu dược vụ trưởng vụ giáo và cùng thiếu quý vị lãnh đạo của các ban. Và giờ này
thầy trò chúng con cũng như pháp để sáng sinh cúng dường trai tăng, mong trên hòa thượng và chư tăng nạp thọ, để cho thầy trò đại chúng chùa Tấn Hải chúng con được đương vào quý ngài, để cho chúng con cùng chúng sinh hai cõi âm dương được muôn phần lợi lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Thiện Tọa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Triều Ngự Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm Nhâm Dần. Đại Đức Thích Quảng Hiếu trụ trì chùa Tân Hải đã cùng với quý Phật tử đồng thiết lễ Vu Lan Báo Hiếu, khánh thành an vị tứ đại thiên vương thập bát la hán. Tất cả đại hải chúng đều vân tập về đây. Giờ phút trang nghiêm thanh tịnh trên có 10 phương tam bảo quay quang chiếu diệu này, xin thỉnh toàn thể chư tịnh đức tăng và mời toàn thể đạo tràng đồng dứt tâm niệm Phật 3 lần để chứng minh công đức của Đại Đức trụ trì cùng toàn thể quý Phật tử. Người góp phần công của tất cả đều dứt tâm làm thành cuộc lễ được trang nghiêm thanh tịnh, công đức tụ thắng hôm nay được trọn vẹn viên mãn công đức. Nam mô Oh.
Yeah.